Nhiều loại trái cây cung ứng chất chống oxy hóa để giúp chống lại sự tạo ra của các tế bào ung thư và thậm chí có thể cung ứng các lợi ích sức khỏe khác để giúp giảm sút các tác dụng phụ của quá trình điều trị. Thưởng thức những loại trái cây tốt cho sức khỏe này kết hợp với hình thức ăn uống toàn diện dinh dưỡng mang lại cảm xúc tốt và phục bini sức khỏe nhanh chóng. Không có gì kín đáo rằng hình thức ăn uống của gamer thủ có thể là nguy cơ của sự tạo ra ung thư. Tương tự như vậy, sử dụng những thực phẩm lành mạnh là rất cần thiết nếu gamer thủ đang được điều trị hoặc ở giai đoạn phục bini sức khỏe sau điều trị ung thư. Một số loại thực phẩm, bao gồm trái cây, có chứa các hợp chất tăng mạnh sức khỏe, làm chậm trễ sự tạo ra của khối u và giảm những tác dụng phụ nhất định của quá trình trị liệu để giúp gamer thủ thuận lợi phục bini sức khỏe hơn. Dưới đây là gợi ý về 12 loại trái cây tốt nhất được khuyên dùng cho người ung thư trong và sau quá trình điều trị. Lựa chọn trái cây cho những người bị ung thư. Khi đang điều trị hoặc ở giai đoạn phục bini sau điều trị ung thư, việc lựa chọn thực phẩm của gamer thủ là cực kỳ cần thiết. Các cách thức điều trị ung thư như hóa trị và xạ trị có thể gây ra nhiều tác dụng phụ, cơ thể người bệnh có thể trở nên yếu đuối hơn hoặc được phục bini tốt nhờ hình thức ăn uống. Một số tác dụng phụ xoàng xỉn gặp gỡ của hóa trị và xạ trị bao gồm mệt mỏi, thiếu máu, buồn nôn, nôn, thay đổi khẩu vị, bệnh tiêu chảy, táo bón, nuốt đau, khô miệng, lở miệng, khả năng tập trung xoàng xỉn, thay đổi tâm trạng. Việc lựa chọn hình thức ăn uống với các thực phẩm sẽ dưỡng, bao gồm cả trái cây, giúp cung ứng cho cơ thể vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa trong suốt quá trình điều trị ung thư. Tuy nhiên, điều cần thiết là lựa chọn loại trái cây nào thích hợp với từng triệu chứng bệnh cụ thể. Ví dụ, nước ép trái cây hoặc sinh tố trái cây là một lựa chọn tốt nếu gamer thủ gặp gỡ gian nan khi nuốt, trong khi trái cây giàu chất xơ có thể giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa đều đặn nếu gamer thủ đang bị táo bón. Bạn cũng có thể không muốn sử dụng một số loại trái cây dựa trên các triệu chứng cơ thể. Ví dụ, trái cây họ cam quýt có thể gây kích ứng lót miệng và khiến cảm lạnh le khô miệng càng tăng tiến. Hay như các loại trái cây táo, mơ và lê rất khó để một số người bị ung thư ăn do bị lở miệng, khó nuốt, khô miệng hoặc buồn nôn. Một số loại trái cây có thể gây ảnh hưởng xấu hoặc cải thiện các tác dụng phụ nhất định của các cách thức điều trị ung thư. Nên tốt nhất cần lựa chọn trái cây dựa trên các triệu chứng cụ thể của cơ thể người bệnh. 1. Quả diệt quất. Quả diệt quất là một loại quả giàu dinh dưỡng, chứa đựng nhiều chất xơ, vitamin C và mangan. Nó cũng rất giàu chất chống oxy hóa và khác biệt tài năng chống ung thư đã được nghiên cứu giảng kỹ. Quả diệt quất cũng có thể giúp làm giảm sút căn bệnh não quá trị, một thuật ngữ được sử dụng để mô tả trạng thái suy nhược trí nhớ và sự tập trung mà một số người gặp gỡ phải trong quá trình điều trị và phục bini sau ung thư. Một nghiên cứu giản nhỏ dài cho thấy uống nước ép quả diệt quất hàng ngày trong 12 tuần giúp cải thiện trí nhớ và học tập ở người lớn tuổi. Tương tự, một tấn công lạnh lẽo gần đây của 11 nghiên cứu giản đã thông báo rằng quả diệt quất đã cải thiện một số khía cạnh của tác dụng não ở người lớn và trẻ em. Mặc dù các nghiên cứu giản này không bao gồm những người trải qua điều trị ung thư, những phát hiện này vẫn có thể được áp dụng đối với họ. 2. Cam. Cam là một loại trái cây chung thuộc họ cam quýt, được ưa chuộng vì vị ngọt, màu sắc rực rỡ và thành phần dinh dưỡng xuất sắc. Chỉ cần một quả cam có thể đáp ứng nhu cầu vitamin C hàng ngày của gamer thủ, đồng thời cung ứng các chất dinh dưỡng cần thiết khác như thiamine, folate và kali. Vitamin C đóng một vai trò cần thiết trong tài năng miễn dịch và có thể giúp tăng mạnh hệ thống miễn dịch của người bệnh trong và sau khi điều trị ung thư. Nghiên cứu giảng cho thấy rằng vitamin C có thể làm giảm sự tạo ra và lan minh mông của các tế bào ung thư và hoạt động như một liệu pháp chống lại một số loại ung thư. Vitamin C từ cam cũng giúp tăng mạnh hấp thu sắt từ thực phẩm. Điều này giúp chống lại tình trạng thiếu máu, một tác dụng phụ chung của quá trị liệu. 3.
Chuối. Chuối là một sự sẻ sung tuyệt vời vào hình thức ăn uống cho những người bị bệnh ung thư đang phục mini. Chúng không chỉ dễ dung nạp cho những người bị chứng khó nuốt mà còn là nguồn cung ứng nhiều chất dinh dưỡng cần thiết, bao gồm vitamin U, mangan và vitamin C. Ngoài ra, chuối có chứa một loại chất xơ gọi là betin, khác biệt có ích cho những người bị tiêu chảy do ảnh hưởng của những cách thức điều trị ung thư. Vì chuối rất giàu kali, chúng cũng có thể giúp sẻ sung chất điện giải bị mất do tiêu chảy hoặc nôn mửa. Hơn nữa, các nghiên cứu dẫn trong ống nghiệm đã chỉ ra rằng betin có thể giúp bảo vệ chống lại sự tăng trưởng và tạo ra của các tế bào ung thư đại trực tràng. Bởi vậy, các nhà khoa học cần thực hiện nhiều nghiên cứu dẫn hơn để xác định xem betin được tìm thấy trong chuối có thể làm chậm trễ sự tạo ra tế bào ung thư ở người hay không. 4. Bưởi. Bưởi là một loại trái cây sẽ dưỡng chứa chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất. Ngoài việc cung ứng một lượng lớn vitamin C, vitamin A và kali, nó còn giàu các hợp chất có ích như lycopene. Lycopene là một caroten có đặc tính chống ung thư mạnh. Một số nghiên cứu dẫn cho thấy rằng nó có thể làm giảm những tác dụng phụ tiêu cực nhất định của các cách thức điều trị ung thư, chẳng hạn như hóa trị và xạ trị. Một nghiên cứu dẫn ở 24 người trưởng thành cho thấy uống 500 nước ép từ trái cây họ cam quýt, bao gồm cả bưởi mỗi ngày giúp tăng lưu lượng máu đến não, giúp giảm thiểu bệnh não hóa trị. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bưởi có thể ảnh hưởng đến tác dụng của một số loại thuốc, vì vậy, tốt nhất là game thủ nên tham vấn ý kiến y sĩ trước khi thêm nó vào hình thức ăn uống. 5. Táo. Táo không chỉ là một trong những loại trái cây chung nhất mà còn là một trong những loại thực phẩm sẽ dưỡng nhất. Mỗi quả táo đều giàu chất xơ, kali và vitamin C, tất cả đều có ích cho việc phục mini sau điều trị ung thư. Chất xơ có trong táo có thể thúc đẩy quá trình tiêu hóa, hấp thu chất dinh dưỡng và giúp đại tiện thuận lợi. Kali ảnh hưởng đến sự cân bằng chất lỏng của game thủ và có thể giúp ngăn ngừa sự lưu giữ chất lỏng, một tác dụng phụ chung của một số loại hóa trị liệu. Cuối cùng, vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa để hỗ trợ tác dụng miễn dịch và chống lại sự tạo ra của tế bào ung thư. 6. Chanh. Chanh được biết đến với vị chua và mùi hương đặc trưng của họ cam quýt, chanh cung ứng một loạt các vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Chúng khác biệt vào vitamin C nhưng cũng chứa một ít kali, sắt và vitamin U. Các nghiên cứu dẫn trong ống nghiệm đã phát hiện thành rằng chất xuất từ chanh có thể giúp ngăn ngừa sự tạo ra của một số loại tế bào ung thư. Một số nghiên cứu dẫn trên động vật cũng cho thấy một số hợp chất trong chanh, bao gồm cả limonene, có thể giúp cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng để chống trầm cảm và lo lắng. Mặc dù cần nhiều nghiên cứu dẫn hơn nữa để xác nhận những phát hiện này ở cơ thể người, nhưng thưởng thức chanh trong đồ uống và món tráng miệng yêu mến như một phần của hình thức ăn uống lành mạnh là rất có ích. 7. Lựu. Lựu là loại trái cây ngon, sẻ dưỡng và tràn đầy lợi ích sức khỏe, là một sẻ sung tuyệt vời cho bất cứ hình thức ăn uống nào. Giống như các loại trái cây khác, chúng rất giàu vitamin C và chất xơ nhưng cũng chứa rất nhiều vitamin K, folate và kali. Thêm vào đó, một số nghiên cứu dẫn đã phát hiện thành rằng ăn lựu có thể cải thiện trí nhớ cho những người bị suy nhược bộ nhớ hoặc sự tập trung do ảnh hưởng của quá trình hóa trị liệu. Một nghiên cứu dẫn trên 28 người cho thấy rằng uống 237 nước ép lựu mỗi ngày trong 4 tuần đã dẫn đến hậu quả tăng hoạt động của não và cải thiện trí nhớ. Hơn nữa, các nghiên cứu dẫn trên động vật đã phát hiện thành rằng lựu có thể giúp giảm đau khớp, một tác dụng phụ chung của cách thức điều trị ung thư bằng hóa trị liệu. 8. Dâu tằm. Dâu tằm là một loại trái cây có màu sắc đẹp thuộc họ quả sung và quả sake. Chúng đã được sử dụng để điều trị ung thư trong nhiều dạng thuốc truyền thống và nghiên cứu dẫn mới đây đã mở màn xác nhận tác dụng chống ung thư tiềm tàng của chúng. Dâu tằm là một trong số ít các loại trái cây giàu cả vitamin C và sắt, có thể giúp chống lại tình trạng thiếu máu do cách thức điều trị ung thư. Chúng cũng có hàm lượng chất xơ thực vật cao gọi là lignin, đã được chứng minh là có tài năng tăng mạnh tác dụng miễn dịch và tàn phá tế bào ung thư từ các nghiên cứu dẫn trong ống nghiệm.
Do đó, cần phải xẻ sung thêm nhiều nghiên cứu giãn nửa để tấn công lạnh lẽo xem việc ăn dâu với số lượng bình xoàn xỉn có thể có ích trong và sau khi điều trị ung thư hay không. 9. Lê. Lê là loại quả rất nhiều tác dụng, hương vị dễ chịu và thuận lợi để thưởng thức trong một khẩu phần của hình thức ăn uống lành mạnh. Chúng rất xẻ dưỡng, cung ứng nhiều chất xơ, đồng, vitamin C và vitamin K. Đặc biệt, kim loại đồng có trong quả lê nhập vai trò trung tâm trong tác dụng miễn dịch và làm giảm tài năng nhiễm trùng của cơ thể, điều này là có ích trong quá trình điều trị ung thư. Giống như các loại trái cây khác, lê chứa các hợp chất chống ung thư mạnh mẽ. Thực tế, một nghiên cứu giảng trên 478.000 người cho thấy rằng việc ăn nhiều hơn táo và lê mỗi ngày tương quan với nguy cơ tạo ra ung thư phổi thấp hơn. Anthocyanin, một loại sắc tố thực vật được tìm thấy trong quả lê, cũng có liên quan đến việc giảm sự tạo ra ung thư và hình thành khối u trong các nghiên cứu giảng trong ống nghiệm. 10. Dâu tây. Nhờ hương vị tươi, ngọt, dâu tây là món khoái khẩu của những người yêu mến trái cây. Chúng rất giàu vitamin C, folate, mangan và kali, cùng với các hợp chất chống oxy hóa như pelargonidin. Ngoài việc tự hào với một biển sơ dinh dưỡng ấn tượng, dâu tây có thể cung ứng một số lợi ích cụ thể để phục biên ung thư. Đầu tiên, dâu tây chín mềm rất thích hợp với những người bị chứng khó nuốt nhẹ. Hơn nữa, một nghiên cứu giảng trên động vật cho thấy rằng việc cho chuột đồng bị ung thư miệng ăn dâu tây đông lạnh lẽo đã giúp giảm sự hình thành khối u. Một nghiên cứu giảng khác trên chuột cho thấy chiết xuất dâu tây giúp tàn phá các tế bào ung thư vú và chặn đứng sự tạo ra của khối u. Như vậy, cần phải thực hiện thêm các nghiên cứu giảng chuyên sâu để xác định xem liệu dâu tây có tác dụng chống ung thư ở người khi sử dụng như một phần của hình thức ăn uống lành mạnh hay không. 11. Cherry. Cherry là loại trái cây đá thuộc cùng chi với đào, mận và mơ. Mỗi quả cherry cung ứng một lượng lớn vitamin C, kali và đồng. Loại trái cây nhỏ dại này cũng cung ứng nguồn chất chống oxy hóa tốt như beta-carotene, lutein và zeaxanthin, tất cả đều có ích cho sức khỏe. Nhiều nghiên cứu giảng đã phát hiện thành rằng các chất chống oxy hóa có trong quả cherry giúp làm chậm trễ sự tạo ra của các tế bào ung thư. Ví dụ, một nghiên cứu giảng trong ống nghiệm cho thấy chiết xuất cherry đã giết chết và chặn đứng sự lây lan của các tế bào ung thư vú. Một nghiên cứu giảng khác trên động vật đã quan sát những phát hiện tương tự, tuy nhiên một số hợp chất được tìm thấy trong quả cherry chưa làm giảm sự tạo ra của các tế bào ung thư đại trực tràng ở chuột. Những nghiên cứu giảng này đã ước lượng hiệu quả của chiết xuất cherry đậm đặc trên cơ thể động vật nhưng cũng cần nghiên cứu giảng chuyên sâu để tấn công lạnh lẽo hiệu quả trên cơ thể loài người khi ăn cherry với số lượng bình xoàn xỉn. 12. Quả mâm xôi blackberry. Quả mâm xôi là một loại quả mọng gây chú ý vì vị ngọt nhưng hơi đắng và màu tím đậm. Loại trái cây chung này có nhiều vitamin C, mangan và vitamin K. Quả mâm xôi cũng chứa một loạt các chất chống oxy hóa, bao gồm axit elagic, axit gallic và axit lauryl. Theo một số nghiên cứu giảng, ăn quả mọng có thể giúp chống lại sự tàn phá na, vô hiệu hóa các hợp chất có hại được gọi là gốc độc lập và làm chậm trễ sự tạo ra và lây lan của các tế bào ung thư. Các nghiên cứu giảng khác trong ống nghiệm và trên động vật cho thấy quả mâm xôi có thể bảo vệ sức khỏe não bộ và tăng mạnh trí nhớ, có tài năng ngăn ngừa một số tác dụng phụ của quá trình hóa trị liệu. Tuy nhiên, cần có thêm các nghiên cứu giảng để xác định xem quả mâm xôi có mang lại lợi ích tương tự ở người hay không. Theo Hindley,